Hơn 20 năm qua, con bé nó được trưởng thành như bây giờ là một tay chăm sóc và dạy dỗ của chú Tuấn với cô Bích. Chứ tôi có dạy dỗ cháu được ngày nào đâu anh. Ai cũng có quá khứ mà anh. Nhà tôi cũng vậy. Ngày xưa mẹ tôi chạy chợ từng bữa để lo cho chị em tôi. Chỉ có điều là tôi may mắn hơn anh, vì tôi luôn có mẹ, kể cả trong những lúc khó khăn cho đến tận bây giờ. Tôi nghĩ điều quan trọng là mình phải đối diện với khó khăn đó để vượt qua nó. Bây giờ hai bố con anh đã nhận được nhau rồi. Tôi mong rằng anh sẽ là chỗ dựa tinh thần cho cháu Nam từ giờ về sau. Tôi biết. Chính tôi là nguyên nhân để cho hai chị em dâu nó xung khắc với nhau. Và để gia đình bên ấy phải sống trong bầu không khí ngọt ngào. Cháu nó về đây cũng là để giảm bớt sự căng thẳng ở bên đấy. Và lại nó cũng muốn gần tôi để chăm sóc tôi anh ạ. Tôi cũng đã lựa lời khuyên bảo cháu. Mong anh chị thông cảm cho. Thư thư một thời gian thì cháu nó sẽ về anh ạ. Kìa, sao anh lại nói như vậy? Nếu tôi là con bé, tôi cũng sẽ cư xử như vậy mà. Tôi rất mừng vì cái Nam nó rất biết nghĩ. Tôi biết anh, chị Bích, chị Sa đều đang rất bối rối. Và bản thân tôi cũng vậy. Thực sự tôi không biết mình phải giải quyết như thế nào cho ổn thỏa nữa. Cho nên hôm nay tôi mới mạn phép gặp anh, để mong anh bỏ qua cho những khó xử của chúng tôi khi để cho cây Nam phải ra ngoài ở trong những lúc như thế này. Vì thực sự dù sao nó cũng là dâu con trong nhà. Mà còn hơn thế nữa, tôi coi cây Nam như con đẻ của mình vậy. Và cả anh nữa, tôi cũng coi anh như người thân trong gia đình. Vì vậy tôi xin phép anh cho phép chúng tôi được chia sẻ, được hỗ trợ trong tất cả mọi chuyện vì hạnh phúc của hai đứa. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã coi cháu là một thành viên trong gia đình. Mời anh. Vâng. Hôm nay con cũng sang bên kia. Con sang đấy nhiều, bố mẹ lại bảo con bệnh hơi vợ hay sao? Hôm nay hai bố tâm sự gì mà lâu thế? Thế cũng phải nói chuyện mới hiểu được nhau chứ. Này, bố cảm nhận được tình cảm của bác Sinh dành cho Nam mà. Với tính cách của bác ấy, nếu gặp môi trường thuận lợi, chắc cuộc đời đã khác. Con hiểu cho cái khó xử của bố mà. Đời mà, cái gì cũng theo ý mình thì còn gì là đời nữa. Nếu như trước đây bố sẽ nghĩ nhiều đến uy tín, đến danh dự, nhưng xét cho cùng thì gia đình mới là quan trọng nhất. Còn thiên hạ, người ta có miệng, người ta cứ nói. Điều quan trọng là các con phải sống sao để không thẹn với lòng mình. Con cảm ơn bố ạ.